hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay hôm nay là chiều ngày chủ nhật tại hoa kỳ ở việt nam đó các bạn đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi và ngay bây giờ ở Hoa Kỳ đó chính là ngày chủ nhật thì hôm nay là ngày lễ Easter Day ngày lễ phục sinh thì Happy Easter Day các bạn và hai ngày qua thường cũng đã tranh thủ thời gian thị trường cũng im lặng không có nhiều tin tức để có thể nghỉ ngơi tại vì chúng ta sắp sửa có một tuần lại đầy bận rộn các bạn và các bạn có thể nhìn thấy được là giá Bitcoin đó thì hiện bây giờ vẫn đang rất là tốt ở mức là 71.240 đô thì cái mức này đã không có cách xa cái đỉnh đâu các bạn chúng ta đã từng thấy cái đỉnh mới đó xuất hiện cái tay khoảng chừng 2 tuần các bạn ngày 14 tháng 3 Lúc đó giá Bitcoin là khoảng 73.800 đô Thì giá Bitcoin đang trên con đường trở về con số đó Tuần vừa rồi đó chúng ta biết là có một số lượng lớn lệnh option các bạn định đòn 7 đáo hạn chúng ta đã nói về thông tin này và cái video trước đây thì bây giờ đã không còn số lệnh đó nữa, nữa rồi các bạn chúng ta nếu như mà tin tưởng đó là lý do tại sao mà giá bitcoin đã bị kiềm chế trong vòng cả tuần qua thì chúng ta đã không còn thông tin đó nữa và chúng ta cũng như là mọi chủ nhật trong tuần này đã sẽ cùng nhau xem coi là tuần tới này sẽ có những tin tức gì nổi bật chúng ta sẽ xem coi là những thông tin gì lớn đã xảy ra vào cuối tuần này và tôi cũng muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ về tình hình của Fed các bạn tại vì ngày thứ sáu đó thì chúng ta có một cái bài phát biểu của chủ tịch John Powell một cái cuộc phỏng vấn Thùng đã chia sẻ nhiều thông tin chi tiết trên mạng xã hội rồi nhưng mà Thùng muốn nói lại trong video này để các bạn có thể hiểu được tình hình bây giờ ra sao và nhất là so sánh với lại tình hình của khủng hoảng năm 2000 là 7 năm 2008 và chúng ta đương nhiên cũng sẽ cùng nhau trung bình giá Cardano và nhiều tin tức nổi bật khác thì các bạn thấy được là giá Bitcoin đó, hôm nay tốt và không chỉ riêng Bitcoin mà chúng ta thấy được là nhiều đồng khác cũng đã tăng trưởng cùng với lại BTC chúng ta có trong top 10 này đó Dogecoin lại tăng thêm 10 phần trăm nữa các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy tổng số vốn hóa bây giờ đã hơn 2,8 nghìn tỷ rồi và cả thị trường ngày hôm nay đó có một số đồng đỏ mà thôi còn lại ra là chúng ta thấy phần lớn là màu xanh hiện tại và chúng ta cũng có thể thấy được là ngày hôm nay đó là ngày cuối cùng của tháng 3 các bạn dựa theo giờ GMT thì nếu như các bạn nhìn vào tài liệu ở trên TradingView đó thì chúng ta còn khoảng chừng là 30 phút nữa thôi sẽ kết thúc cây nến tháng và hiện bây giờ đó thì chúng ta thấy được khả năng lại là một tháng có màu xanh nữa ngay thời điểm bây giờ đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được là giá của BTC lại tăng 16% trong tháng này có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là chúng ta đã chứng kiến liên tục 7 tháng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của BTC mà chúng ta có 7 tháng xanh liên tục như vậy. Các bạn nhìn thấy được là từ tháng 9 cho đến bây giờ luôn. Chúng ta đã từng nói đến là tháng 10 là October, tháng 11 là November, tháng 12 là Pumcember. Rồi sau đó nó không mấy ai có thể ngờ tới được chúng ta lại có liên tục 3 tháng tháng 1 3 tháng 3 của năm nay là một màu xanh rồi các bạn. Và nếu như mà chúng ta nhìn trở lại đó hồi tháng 9 đi, bắt đầu tháng 9 giá bịt không như thế nào để các bạn có thể tưởng tượng được cái sự tăng trưởng giá nó đã kinh khủng như thế nào rồi. Thì nếu chúng ta trở lại tháng 9 đi Điều zoom ra các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn Là vào tháng 9 của năm nay đó Chúng ta trả trở về là ngày 1 tháng 9 Thì lúc giá Bitcoin đây chỉ có khoảng chừng là 26.000 đô thôi các bạn 26.000 đô rồi sau đó chúng ta tăng liên tục không ngừng nghỉ đến bây giờ các bạn là 71.000 đô. Nhưng mà mỗi lần mà giá Bitcoin giảm một chút thì sẽ có một số người nói là Bitcoin đã sập rồi. Bitcoin giảm nhiều quá trong khi mà chúng ta thấy giá Bitcoin đã tăng kinh khủng trong vòng 7 tháng qua rồi. Trên căn bản đó, Bitcoin điều chỉnh là một điều rất là bình thường các bạn. Chúng ta cũng đã thấy có một số được điều chỉnh. Gần đây nhất là điều chỉnh khoảng chừng 18% nhưng mà thật sự nếu như Bitcoin điều chỉnh 30% cũng là điều rất là bình thường thôi. Chúng ta đã thấy được giá đã quá nóng rồi. Một sự điều chỉnh là hoàn toàn là cần thiết các bạn tại vì không có gì mà tăng trưởng mãi được hết chúng ta có thể có được thêm một tháng xanh nữa thêm một tháng xanh nữa nhưng mà tới cuối cùng một lúc nào đó chúng ta sẽ có một tháng đỏ xuất hiện cái đó nó cũng không có gì gọi là bất ngờ rồi các bạn nhưng mà chỉ cần điều chỉnh một chút mà thôi đây sẽ có người nói với các bạn là tất cả đã kết thúc rồi đây là một cái bồ trap <laughs> Ngày hôm nay đó cũng là ngày lễ phục sinh các bạn, ngày lễ Easter thì Happy Easter Day. Thì các bạn có thể thấy được trên màn hình đây là giá của Bitcoin lịch sử giá bitcoin vào ngày lễ phục sinh thì các bạn có thể nhìn thấy được là nếu chúng ta so sánh giá từ năm này qua năm kia đó, thì các bạn sẽ không thấy được toàn cảnh đâu, tại vì có những thời điểm giống như là từ đây này qua năm kia thì giá bitcoin đã giảm, các bạn cho chúng ta nhìn thấy được là cái thời điểm của năm 2018 đi lúc đó đó ngày lễ phục sinh thì giá bitcoin là 6.973 nhưng mà một năm sau đó thì giá chỉ còn có 4.105 mà thôi. Hay là chúng ta có thể nhìn thấy được là năm 2014 đó giá là 457 như một năm sau đó ngày lễ phục sinh á, giá chỉ có là 244 đô mà thôi thì các bạn sẽ không thể hình dung được toàn cảnh là cái sự tăng trưởng Bitcoin như thế nào và chu kỳ nó ra sao các bạn các bạn có thể nhìn thấy được là khi mà zoom ra đó, thì trong lịch sử 15 năm của BTC chưa ai mua và ho đồ Bitcoin hơn 4 năm mà bị lỗ hết các bạn chúng ta có thể tính từ năm bây giờ đi trở về 4 năm trước á, thì giá Bitcoin chỉ có 58.800 đô mà thôi vào ngày lễ phục sinh các bạn chúng ta tính cái năm 2023 đi thì trở về 4 năm trước giá Bitcoin chỉ có 6.400 đô mà thôi trong khi mà giá của Bitcoin ngày lễ phục sinh năm ngoái đã là 28.500 đô rồi thì các bạn có thể thấy được là cái sự tăng giá của Bitcoin đó mỗi 4 năm nó như thế nào các bạn và khi các bạn zoom ra mới thấy được là nó tăng trưởng ra sao năm 2012 đó giá ngày lễ phục sinh chỉ có 4 đồng 86 cent mà thôi và năm nay đã là 70.520 đô rồi và các bạn có thể thấy được đó là Bitcoin là một cái loại tài sản mà các bạn bạn cần phải đầu tư dài hạn. Thật ra nhiều tài sản trên thế giới này là như vậy các bạn. Nhưng mà đáng tiếc đầu tư dài hạn nói thì ngại dễ nhưng mà làm thì rất khó các bạn tại vì phần lớn đó rất nhiều người thiếu sự kiên nhẫn và đó cũng là lý do tại sao mà khi các bạn hỏi hầu hết mọi người đó đầu tư bịch khôi thì có lời không rất nhiều người nói là họ điêu đỉnh hay là họ bị lỗ tại sao các bạn trong khi mà chúng ta thấy được giá bị khôi tăng không ngừng nghỉ như thế này trong lịch sử của btc thì tại sao lại có nhiều người bị lỗ các bạn thì cũng đơn giản thôi tại vì khi mà họ quan tâm đến giá bịch khôi đó thì giá đã tăng rồi các bạn lúc đó là lúc mà chúng ta thấy có nhiều đài truyền hình nói đến chúng ta thấy thị trường động và đó là lúc mà nhiều người đến với thị trường này chứ không phải là lúc mà ảm đạm đâu các bạn năm 2017 cũng vậy năm 2021 cũng vậy ngay bây giờ cũng như vậy các bạn đó là những lúc mà nhiều người lại biết đến và lại hào hứng tham gia vào thị trường này chứ không phải là năm 2018 năm 2019 không phải là năm 2022 các bạn đó là những lúc mà đáng lý đâu nên tìm hiểu và tham gia nhưng mà đó lại là những lúc mà mọi người lại muốn xa lánh thị trường này tại vì họ cảm thấy là có quá nhiều rủi ro có quá nhiều tin tức xấu nhưng mà nhìn lại đó đó chính là những cái cơ hội các bạn những cái mùa đau trend thật ra là những cơ hội tiền kiếm được là lúc các bạn mua chứ không phải lúc các bạn bán và nhìn từ đây này qua năm nọ đó thì thấy giá Bitcoin nó loạn xạ hết trơn Nó không có đi theo một quy trình nào Nhưng mà thật ra các bạn zoom ra mới thấy rõ ràng Là giá Bitcoin tăng theo từng chu kỳ như thế nào Và cái sự tăng trưởng nó rất là điều đặn Tuy là giữa năm này qua năm kia đây thì có cái sự khác biệt rất là lớn Nhưng mà dài hạn đó là một cái tài sản có sự tăng trưởng điều đặn các bạn Và nhiều người nói là giá Bitcoin đó thì tăng trưởng hay là giảm một cách quá bất ngờ như vậy nó không có ổn định như những tài sản khác thì cái đó, đó, là tại vì các bạn thấy Bitcoin là một tài sản mới hơn chu kỳ ngắn hơn khi mà các bạn mở cái biểu đồ vàng ra đi các bạn cứ đi tìm biểu đồ vàng các bạn zoom ra trong vòng 10 năm 20 năm qua các bạn thấy được là cái giá vàng nó sẽ như thế nào các bạn nó không có phải ổn định như là các bạn nghĩ tại vì chỉ mấy năm nay đó các bạn thấy được là giá vàng có cái sự ổn định và có sự tăng trưởng nên các bạn nghĩ là cả lịch sử vàng đều là như vậy nhưng mà không phải đâu giá vàng đó tăng trưởng và giảm rất là đột ngột chỉ là đó là một loại tài sản có vốn hóa lớn hơn cho nên chúng ta thấy được là cái chu kỳ dài hơn mà thôi bất động sản cũng như vậy các bạn và chúng ta thấy được là chứng khoán hoa kỳ cũng như vậy các bạn cứ mở những biểu đồ như là nasdaq hay là s&p 500 các bạn zoom ra thì các bạn thấy được là cái giá nó dao động như thế nào các bạn nhưng mà đương nhiên đó những tài sản mà cũng giống như btc có cái sự tăng trưởng dài hạn và chỉ là BTC là tài sản mới hơn chu kỳ nó bây giờ bị ảnh hưởng bởi Bitcoin halving tại vì bây giờ đã cái số lượng Bitcoin được đào ra mỗi lốc vẫn còn nhiều các bạn nhưng mà khi mà cái số lượng đào ra càng ít hơn đó thì cái chu kỳ có thể bị thay đổi và nhiều người nói là có khả năng trong đợt này chu kỳ sẽ có nhiều sự thay đổi tại vì đã có sự tham gia bởi phú quà các bạn đó là cái dòng tiền chúng ta hoàn toàn không có trước đây và sự thật chúng ta đang thấy được là có nhiều cái sự thay đổi lớn đã xảy ra từ khi mà chúng ta thấy được là năm 2022 đó khi mà giá bitcoin xuống 15.000 đô thì đó đã là một lịch sử mới rồi tại vì chưa bao giờ giá bitcoin giảm mà giảm xuống dưới cái đỉnh của cái chu kỳ cũ hết nhưng mà điều đó đã xảy ra sau khi mà sàn FTX bị phá sản nhưng mà sau đó chúng ta có một cái lịch sử mới các bạn đó chính là chúng ta có một cái đỉnh mới trước ngày Harvin và bây giờ chúng ta lại chứng kiến một lịch sử mới nữa đang hình thành đó chính là 7 tháng liên tục xanh và trong tháng tư này đó chúng ta sẽ có một cái sự kiện lớn đó chính là Bitcoin halving lần thứ tư các bạn. Bây giờ ước tính là còn 19 ngày nữa. Thì cái này ước tính mình thôi có thể là sớm một chút hay là chậm một chút tại vì các bạn thấy được nó tính theo cái số lock của Bitcoin chứ không phải tính theo giờ. Nhưng mà các bạn thấy là trong tháng tư này sẽ có hiện tượng halving lần thứ tư. Nhưng mà cũng như tất cả mọi sự kiện lớn nhất là những cái sự kiện liên quan đến cung nhà cầu đó thì cần thời gian để mà thấm vào trong thị trường thì trở lại với lại cái thông điệp thuần dự chia sẻ với các bạn liên quan đến cái sự kiên nhẫn đó là một trong những điều cần thiết trong đầu tư nói chung chứ không phải là riêng về crypto đâu các bạn và khi mà thuận chia sẻ thông tin gì đó thì thuận cũng có thấy là một số bạn đó thì nói là thông tin như vậy nhưng mà tại sao giá không tăng hay là thông tin như vậy tại sao mà giá không giảm các bạn không phải là cái gì cũng sẽ phản ứng ngay lập tức đâu thị trường đó chúng ta nói thị trường là nói chung nhưng mà thị trường là thuận và các bạn và những người như chúng ta và mỗi người đều có phản ứng khác nhau cho những thông tin các bạn có người cần bán có người không cần bán có người là họ vay mượn đầu tư có người là họ đầu tư với tiền nhàn rỗi cho nên không phải ai cũng phản ứng cùng một cách khi mà có tin tức đâu chỉ ngoại trừ những tin tức lớn như là liên quan tới lãi suất khi mà mọi người đang chờ đợi cái thông tin và họ sẽ ra quyết định là mua hay là bán khi mà có thông tin thì trong thời gian ngắn hạn mới có những phản ứng đó chứ còn những cái thông tin liên quan tới ảnh hưởng cung với cầu giống như Bitcoin bình thì sẽ cần thời gian và khi mà Bitcoin bình xảy ra thì cũng sẽ có bạn hỏi thuận là Bitcoin bình rồi sao giá không tăng các bạn trong khi mà chúng ta đã biết là sau khi Bitcoin bình thì thường 6 tới 8 tháng sau chúng ta mới thấy được cái sự phản ứng trên thị trường khi mà cái nguồn cung mới cho cái số lượng Bitcoin đào ra bị giảm đi phần nữa trên thị trường thì lúc đó chúng ta mới thật sự thấy giá có phản ứng khi mà chúng ta thấy được là cái nguồn cầu hàng ngày chúng ta có thể nghĩ là một nguyên đơn vị bán hàng ngày đó chính là những cái công ty đào các bạn và hiện bây giờ đó thì họ đào được khoảng chừng 900 Bitcoin mỗi ngày sau ngày Bitcoin Haven chỉ còn 450 mà thôi thì cái nguồn cầu cho cái số lượng Bitcoin mới đó đã bị giảm đi phần nữa nếu như còn cung cũng như vậy đó thì sẽ dẫn đến là giá sẽ tăng theo thời gian các bạn nhưng mà trước khi Haven ngay ngày hai bình và sau hai bình chuyên xảy ra thì đâu ai biết đâu các bạn. Tôi đã từng chia sẻ với các bạn à, những cái biểu đồ liên quan đến những cái đợt hai bình trước đây. Ba đợt hai bình trước đây đó thì nó đều có sự khác nhau các bạn. Có lúc là giảm rồi sau đó đi ngang rồi tăng sau hai bình có lúc là tăng rồi sau đó đi ngang rồi giảm. Nó không có một cái sự giống nhau nào hết các bạn. Nhưng mà có một điều tương tự như nhau đó chính là sau hai bình khoảng chừng là 8 tháng hay gì đó thì giá lại sẽ có một cái sự tăng trưởng các bạn khi mà cái nguồn cung và cầu nó đã được điều chỉnh sau khi có Haven thì lúc đó mới có cái sự phản ứng chứ không phải là ngay lập tức và đó là cái mà thùng quan tâm các bạn ngắn hạn đó rất là khó để biết được giá như thế nào nhưng mà dài hạn chỉ có một thứ quyết định xu hướng của giá mà thôi đó chính là cung và cầu các bạn không có gì khác ngoại trừ cung và cầu đó là thứ mà sẽ quyết định giá dài hạn và đó cũng là lý do tại sao mà những cái thời điểm khó khăn nhất các bạn giống như năm 2022 năm 2018 19 mà thuận vẫn có lòng tin đối với lại Bitcoin đơn giản thôi tại vì tất cả những thông tin mà tôi nhận được đều cho thấy được là cái nguồn cầu trong tương lai sẽ ngày càng tăng lên các bạn và đó đã là sự thật rồi và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn nếu như các bạn muốn đầu tư có hiệu quả thì các bạn phải có một cái lợi thế thì lợi thế đó là gì thì đối nhiều bạn lợi thế đó là các bạn biết phân tích kỹ thuật các bạn biết thông tin một cách nhanh chóng các bạn có thể hiểu được thông tin là đang muốn nói cái gì các bạn có thể có khả năng là sâu chuỗi thông tin với nhau các bạn có thể hiểu tài liệu on như thế nào các bạn là người có tiếng nói các bạn có thể mua được token với giá rẻ đó là những cái lợi thế các bạn nhưng mà nếu như các bạn nói là tôi không có bất cứ lợi thế nào tôi không biết phân tích kỹ thuật tôi cũng không có thể theo dõi thông tin được thì vì tôi rất là bận thì làm sao tôi có được một cái lợi thế trong đầu tư thì cái lợi thế lớn nhất mà nhiều người không nghĩ đến đó chính là thời gian các bạn thời gian là lợi thế lớn nhất mà bạn có mà nhiều người không thể có được và cái lợi thế thứ nhì nữa là nếu như các bạn có một cái nguồn thu nhập điều đặn thì đó cũng là một lợi thế và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái lợi thế đó để có thể đạt được nhiều thành công trong đầu tư các bạn áp dụng những chiến lược như là trung bình giá và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay đây thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Next 5. Đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. NextFi là nền tảng Launchpad cung cấp các dự án mới đầy sáng tạo, một nền tảng nhanh chóng và hiệu quả để gây quỹ phi tập trung trên Casper Network. Mạng Casper là một mạng blockchain layer 1 dựa theo hệ thống bằng chứng cổ phần hay còn gọi là POS được xây dựng trên Casper CBC. NextFi là một trong những dự án Launchpad thực sự đầu tiên trên Casper Network và đã bắt đầu được xây dựng trong mùa bear market năm 2022. Trong thời gian này đó thì nền tảng liên tục ra mắt những chương trình airdrop cho những người mà tham gia sớm hiện tại đã có hơn 21.000 tài khoản đăng ký và ví được xác thực ở trên nextfi Người dùng có thể tham gia vào referral program để giới thiệu người tham gia và nhận được những cái ưu đãi nhằm tạo lợi thế khi mà tham gia vào IDO. Hiện tại đây token của nextfi là NFI đã được giao dịch trên DAX và có thể được sử dụng để stake với lại API hiện bây giờ là hơn 100%. 60.000 token NFI sẽ được phân phối cho cộng đồng ban đầu của Nextfi. Ngoài ra, những người ủng hộ sớm cũng sẽ được phân bổ hàng triệu CST token của Dex Swap trong đợt này. Trong thời gian tới đó, nền tảng sẽ miễn KYC cho 300 người đầu tiên. Nextfi đã cung cấp các mô hình đầu tư mới, hợp đồng đầu tư tự động và tạo dự án DAO lần đầu xuất hiện trên Casper Network. Nextfi là một launchpad hứa hẹn với nhiều airdrop cũng như là phần thưởng sắp tới. Các bạn nào mà quan tâm các đường dẫn liên quan thường sẽ để trong phần mô tả của video này. Đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy trở lại viên thông tin nổi bật trong video này chúng ta bây giờ hãy trở lại những thông tin đi thì không phải là chỉ riêng chúng ta nói tới bitcoin là đang có một cái thời kỳ tăng trưởng tốt đâu chúng ta có thể nhìn thấy được là chỉ số chứng khoán S&P 500 đó thì đã tăng liên tục 5 tháng các bạn đây là lần đầu tiên sau 10 năm từ năm 2013 và trong vòng một thế kỷ qua đó đây là lần thứ hai mà chỉ số này tăng từ tháng 11 đến tháng 3 chứng khoán Hoa Kỳ vẫn đang rất là tốt hiện tại các bạn và chúng ta nhìn thấy là vàng cũng đã đạt đỉnh mới trong thời gian gần đây chúng ta bây giờ hãy nói về bitcoin spot ETF thì tuy ngày thứ sáu vừa rồi chúng ta không có giao dịch tại vì đó là ngày lễ Good Friday nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là tình hình bây giờ đó, chúng ta nhìn vào cái đường màu xanh trên màn hình và cái đường màu đỏ đi thì đường màu đỏ này đại diện cho cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi TraceScale GBTC thì các bạn thấy được là nó đã liên tục giảm xuống và chúng ta nhìn thấy là đến bây giờ đã hơn phần nửa số lượng Bitcoin đã rời khỏi TraceScale rồi trong khi mà cái số lượng Bitcoin được tích lũy bởi BlackRock đó, thì tăng trưởng theo thời gian các bạn và trong thời gian vài tuần nữa thôi đó thì chúng ta sẽ thấy được là BlackRock sẽ xoán ngồi Grayscale GBDC trở thành cây quỹ Bitcoin Smart ETF lớn nhất Và chúng ta cũng có những thông tin như là Wisdom Tree các bạn Thì Wisdom Tree đó họ cũng giống như là BlackRock Họ cũng đã được chấp nhận để có thể là mua Bitcoin Smart ETF Thông qua hai quỹ của họ Một quỹ là đang quản lý là khoảng 206 triệu đô la Cho một quỹ là khoảng 117 triệu đô la Thì cái này nghĩa là gì các bạn Có nghĩa là chúng ta thấy được là giống như BlackRock đó Những công ty này giống như Wisdom Tree Thì họ có những cái quỹ đầu tư khác nhau bây giờ đó thì họ muốn những quy đầu tư kia cũng lưu trữ một phần bitcoin các bạn họ đa dạng hóa bằng cách là họ có thể thu mua một phần không phải là tất cả mà một phần mà thôi vào quỹ bitcoin smart etf của họ và đây là những cái chiến lược dài hạn chúng ta bây giờ phần lớn như thường chia sẻ chỉ chủ yếu chứng kiến dài đồng một mà thôi các bạn những ai mà thu mua bitcoin hiện bây giờ phần lớn là những nhà đầu tư thông thường mà thôi chúng ta vẫn chưa thực sự thấy nhiều những công ty tư vấn đầu tư đó chia sẻ thông tin với khách hàng của họ và hỗ trợ khách hàng của họ mua Bitcoin Smart ETF Ngày đó sẽ đến Chúng ta bây giờ chỉ thấy cái sự bắt đầu mà thôi Và chúng ta cũng sẽ bắt đầu thấy được là những mô hình đầu tư Từ BlackRock, từ Wisdom Tree Sẽ có Bitcoin Smart ETF trong đó Cái đó mới là dài hạn hơn các bạn Sau này các bạn mua những cái quỹ đầu tư đó Thì trong đó cũng sẽ có Bitcoin Smart ETF Mà các bạn cũng không biết luôn Nhưng mà cũng không quan trọng Tại vì nó chỉ là một phần của quỹ đó mà thôi Nhưng mà đó là một cái nguồn tiền đều đặn hơn các bạn Đó là giai đoạn 3 Khi mà Bitcoin được thêm vào trong những cái mô hình đầu tư Và điều đó vẫn đang xảy ra hiện tại Và chúng chúng ta vẫn tiếp tục thấy những cái thông tin như thế này các bạn. Chúng ta thấy được là ngày hôm qua đó thì có ai đó đã mua tổng cộng là 15.519 BTC rồi sau đó rút ra khỏi sàn thì các bạn thấy được là họ mua khi nào chúng ta không biết tại vì chúng ta chỉ biết cái giao dịch khi mà họ rút ra khỏi sàn Coinbase Prime mà thôi có thể là họ đã mua cả tuần qua rồi hay là hai tuần qua và chúng ta đã thấy được là cái số lượng Bitcoin trên sàn đó thì tôi không có chia sẻ gần đây nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là không có gì thay đổi hết cái số lượng Bitcoin trên sàn đó ngày càng ít đi và ngày càng ít đi đó là hiện tượng chúng ta đã thấy trong vòng 2 năm qua rồi các bạn điều này nghĩa là gì điều này nghĩa là càng ngày đó càng có ít Bitcoin trên sàn hơn cái số lượng Bitcoin các bạn có thể mua trên sàn đó không nhiều như là các bạn nghĩ đâu và chúng ta có thể nhìn thấy được là với cái sự tăng trưởng này đã đang refresh lại class no, xem coi là phần trăm Bitcoin có lời là bao nhiêu thì uh, khi mà thùng zoom vào các bạn thấy được là cái phần trăm có lời Bitcoin hiện tại đó ở cái mức giá là 71.354 là 97.7% các bạn cũng giống như chúng ta nhìn thấy được cái sự tăng trưởng của giá 7 tháng liên tục chỉ số này đó cũng đang rất là nóng hiện tại các bạn thì bây giờ đó nhiều thị trường đang rất là nóng tại vì sao các bạn? Tại vì chúng ta cũng đã biết là một trong những cái sự kiện lớn mà nhiều người đang chờ đợi đó chính là sự kiện liên quan đến Fed giảm lãi suất và khi nào và khi nào Fed mới bắt đầu là ngưng bán những cái trái phiếu thì chúng ta sẽ nói thêm về những chi tiết một lát nữa nhưng mà trước hết á, thì chúng ta hãy xem coi là trong tuần này có những sự kiện lớn gì thì các bạn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ đã mở cửa cho thị trường futures và cả ba bây giờ đang rất là xanh chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq futures đã tăng không 0.72% trong khi chúng ta có chỉ số S&P Futures và Dow Futures thì cả hai đều tăng khoảng chừng là 0.4%. Hợp đồng của dầu đó thì ở mức là 83 đô các bạn cũng như là cái mức kết thúc tuần vừa rồi và hợp đồng của vàng hiện bây giờ đó thì đang rất là cao các bạn. 2.266 có nghĩa là chúng ta thấy được là cái mức 2.266 đô cho một ounce vàng là cây đỉnh mới của vàng vàng cũng liên tục tăng trưởng cùng với lại bitcoin cùng với là chứng khoán của hoa kỳ và nói tới những sự kiện lớn tuần này đó thì các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, có rất nhiều màu đỏ thì những cái màu đỏ này là đại diện cho những quan chức của fed sẽ phát biểu các bạn nói chung đó thì ngày nào cũng có những lời phát biểu đến từ quan chức của fed nhưng mà Thùng không nghĩ là họ sẽ nói cái gì khác biệt so với những gì được chia sẻ bởi chủ tịch john powell vào ngày thứ sáu và ông nói một số điều cũng khá là quan trọng để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn nhưng mà trong tuần này đó, sự kiện lớn thì đối với thùng chúng ta có hai sự kiện ngày thứ tư tại hoa kỳ thì chúng ta sẽ có cái sự kiện liên quan đến ADP thì đây là cái thống kê việc làm nhưng mà đến từ một công ty tư nhân các bạn chúng ta cũng đã từng nói đến công ty ADP này là một công ty lớn họ cung cấp dịch vụ biên chế cho nhiều công ty cho nên họ ít nhiều gì cũng nắm được tình hình của việc làm như thế nào đây là những cái thông tin đến từ những công ty tư nhân nhưng mà cái Thông tin lớn hơn nữa là vào ngày thứ sáu các bạn chúng ta sẽ có phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ thấy được là phần trăm thất nghiệp của tháng vừa rồi đó là 3.9%. Phần trăm thất nghiệp của tháng này đó thì ước tính bây giờ là giảm xuống còn 3.8 các bạn, có nghĩa là không những không tăng mà còn giảm xuống nữa. Chúng ta hãy xem coi là cái phần trăm thất nghiệp tuần này sẽ ra sao. Và chúng ta cũng đều biết là cái phần trăm thất nghiệp mà Fed cứ chấp nhận nên là lên tới 4.1% và họ chấp nhận hy sinh cho đến khi chúng ta đạt được 4.1% thất nghiệp trước khi mà họ lo lắng liên quan tới tình hình của nền kinh tế thì đó thì những cái tin tức lớn trong tuần này các bạn chưa là liên quan đến thất nghiệp mà thôi và một loạt những cái bài phát biểu đến từ Fed nhưng mà các bạn đã biết là tuần vừa rồi đó ngày thứ sáu thì đã có một cái cuộc nói chuyện với chủ tịch chọn Powell của Fed các bạn và chúng ta cũng thấy được là có một số những cái tin tức lớn đã được chia sẻ trên những mạng xã hội của Thuần Capital nhưng mà trước khi chúng ta nói về những tin tức đó đó để các bạn hiểu rõ hơn thì các bạn thấy được trên màn hình đó, đây là cái biểu đồ S&P 500 trong khủng hoảng tài chính năm 2007 đến năm 2008 tại vì có rất là nhiều bạn thường hỏi Thuận là tin thì bây giờ có giống như là năm 2007, năm 2008 hay là không thì câu trả lời bây giờ là không có giống cái sự khác biệt lớn nhất Thường lại nói với các bạn đó chính là liên quan tới việc làm. Việc làm bây giờ đó thì vẫn còn các bạn chứ không phải là như năm 2007 năm 2008, lúc đó là tình hình kinh tế tệ hơn bây giờ rất là nhiều và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được trên màn hình đó, chúng ta có biểu đồ S&P 500 chứng khoán của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là mọi thứ đó đều yên ổn cho đến khi chúng ta bắt đầu là có hai sự kiện xảy ra thứ nhất là công ty baston đã phá sản các bạn đó là một công ty đầu tư và chúng ta thấy được là ngay sau đó chúng ta có cái sự kiện liên quan đến công ty bnp paribas thì uh, chúng ta đã thấy được là ngân hàng này đã, đã không cho rút tiền cho hai quỹ đầu tư của họ và ngay sau đó đó các bạn thấy được là Fed đã phải nhanh chóng giảm lãi suất lần đầu tiên đó, thì họ giảm lãi suất là 0.25% hai lần rồi sau đó họ giảm lãi suất là 0.75 khi mà chúng ta nhìn thấy được là chứng khoán tiếp tục lao vật khiến cho Fed rất lo lắng lúc đó các bạn thì chúng ta có thể nhìn thấy được là Fed hiện bây giờ thì họ đang giống như là bị ám ảnh bởi hai sự kiện lớn chúng ta có thể nghĩ đến là cái sự kiện của Paul Volcker thì Paul Volcker đó là cái sự kiện mà chúng ta đã nhớ là sau khi mà chúng ta có cái sự tăng trưởng nhanh của lạm phát. Những năm như là 1970 tới năm 1980 các bạn thì trong cái thời gian đó đó lạm phát đã tăng nhanh và Fed đã ra quyết định là tăng lãi suất để mà đẩy lạm phát và sự thật đó họ đã làm được các bạn, họ tăng lãi suất, lạm phát đẩy lùi rồi sau đó đó họ lại giảm lãi suất quá sớm dẫn đến là lạm phát lại tăng trở lại. Rồi các bạn thấy được là sau đó chúng ta coi chủ tịch Fed thời điểm đó là Paul Volcker thì sau khi mà nhận chức đó, Paul Volcker đã tăng lãi suất liên tục các bạn lên cái mức kỷ lục luôn là gần như là 20% các bạn lúc đó khiến cho thất nghiệp khắp nơi dẫn đến một sự kiện gọi là cú sốc vô cửa các bạn nhưng mà cuối cùng ra thì vì cái sự mạnh tay đó cũng đã thật sự đẩy lùi lạm phát và lạm phát đã thật sự giảm xuống mà không trở lại nữa thì đó là trường hợp đầu tiên giảm lãi suất quá sớm dẫn đến là lạm phát quay trở lại rồi lại phải tăng lãi suất khiến cho cuộc sống người dân nó cực kỳ khó khăn khiến cho nhiều công ty họ không biết làm sao để mà đối đầu với là cái sự thay đổi lãi suất liên tục như vậy các bạn có nghĩ đi phép giảm rồi sau đó tăng rồi sau đó giảm nhưng mà mỗi lần như vậy đó là một thời gian chứ không phải là giảm mà tăng giảm mà tăng các bạn các bạn có nghĩ đi phép giảm đó sức xong rồi tăng lãi suất rồi sau đó giảm lãi suất rồi tăng lãi suất mà trong thời gian ngắn đó thì dẫn đến thị trường nó không biết là đường nào mà mò luôn các bạn cho nên dẫn đến cái sự kiện gọi là cú sốc vô cơ và đó là một cái sự ám ảnh đối với chủ tịch chọn Powell ông không muốn là giảm lãi suất sớm rồi lại nhìn thấy được làm phát tăng rồi ông không có cách nào khác ngoại trừ lại tăng lãi suất nữa các bạn điều này sẽ khiến cho thị trường nó không biết cách nào để mà đối đầu với những cái đợt tăng giảm lãi suất như vậy sẽ cực kỳ xấu đối với lại người dân cũng như đối với nhiều công ty cho nên ông rất là thận trọng không muốn giảm lãi suất quá sớm nhưng mà ngược lại đó chúng ta cũng nhìn thấy được là lịch sử cũng cho một cái ví dụ là năm 2007 năm 2008 đó Fed đã đợi quá lâu tới lúc mà Fed đó, bắt đầu giảm lãi suất mạnh thì đã quá trễ rồi các bạn chúng ta nhìn thấy được là sau khi mà Bear phá sản đó chúng ta đã thấy được là công ty NB cũng phá sản, Indymac phá sản rồi một loạt những ngân hàng lớn bắt đầu từ Lehman Brothers cũng phá sản các bạn và các bạn đã nhớ là khi mà Thuận bắt đầu làm việc trong thị trường tài chính các bạn, làm việc trong ngành chứng khoán đó là lúc mà Thuận làm việc chỉ vài tháng sau thôi là Lehman Brothers đã phá sản rồi. Lúc đó Thuận chỉ mới ra trường thôi cũng thật sự không biết Lehman Brothers là ai nữa các bạn. Tại vì đó là một ngân hàng mà ít ai nói đến nhưng mà sau khi sụp đổ rồi chúng ta mới thật sự thấy được ngân hàng này đó nó lớn như thế nào. Nó là một ngân hàng cho những ngân hàng khác các bạn. Cho nên khi mà Lehman Brothers sụp đổ dẫn theo nhiều công ty khác chúng ta có Merrill Lynch, chúng ta có Silver State American International Group và nhiều công ty khác nữa dẫn đến là chứng khoán lao vực. Lúc đó nhiều công ty cũng phá sản theo các bạn dẫn đến thất nghiệp tăng cao. Và đó là một ví dụ đợi quá lâu trước khi mà giảm lãi suất. Khi mà Bearson phá sản thì đã quá trễ rồi. Cho nên đợt này đó chúng ta nhìn thấy được là John Powell cứ giống như đứng chính giữa. Ông lo sợ cả hai luôn nhưng mà tóm tắt lại đó thì ông đã nói gì ngày thứ sáu các bạn thì mới đầu đó giọng điệu của chủ tịch john Powell nghe nó căng thẳng hơn là tuần trước đó tại vì các bạn đã nhớ là cái tuần trước đó là chúng ta có cái thông điệp lãi suất từ fed rồi sau đó chúng ta có cái lời phát biểu đến từ chủ tịch john Powell thì lúc đó giọng điệu của ông đó rất là bồ câu các bạn nhưng mà đợt này thì nghe căng thẳng hơn và chúng ta cũng thấy được là vào ngày thứ sáu đó chúng ta cũng đã có một cái sự dao động về mặt giá cả các bạn vào ngày thứ sáu đó thì chúng ta đã thấy được khi mà phép phát biểu đó thì đã có lúc giá giảm từ 70.600 đô xuống chỉ còn có 69.000 đô mà thôi các bạn. Nhưng mà khi chúng ta nghe ông giải thích chi tiết hơn đó, thì mọi thứ nó cũng không có gì thay đổi nhiều so với lại thông điệp ông đã chia sẻ trước đây. Các bạn thấy được là Chủ tịch John Powell đã nói ngày thứ sáu là thứ nhất ông vẫn tin là nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang mạnh và điển hình là ông nói tới GDP đã vẫn tiếp tục tăng trưởng tuy là tăng trưởng chậm hơn nhưng mà vẫn cho thấy được nền kinh tế vẫn tăng trưởng. Thị trường việc làm vẫn đang rất là tốt tuy là chúng ta có nhiều công ty sa thải nhân viên nhưng mà phần những thất nghiệp bây giờ đó thì vẫn không có phải đến lúc cần phải lo lắng. Điều thứ ba là ông nói là không có lý do gì để nghĩ rằng là chúng ta sẽ rơi vào suy thoái tài chính có nghĩa là hạ cánh mềm vẫn là kỳ vọng của ông hiện tại. Và một lần nữa hạ cánh mềm có nghĩa là ông có thể đẩy lùi lạm phát mà không dẫn đến suy thoái tài chính các bạn. Và điều thứ tư ông nói là ông hài lòng với dữ liệu lạm phát mặc dù chúng ta thấy được là hai tháng vừa qua đó chỉ số phần trăm lạm phát PCE và cả CPI luôn cả hai cái thông tin đó đều cho thấy được là lạm phát đó đã tăng trở lại một chút nhưng mà ông không có lo Và lý do tại sao đó thì ông đã giải thích Là giống như ông đã nói cái đây nhiều tháng Chúng ta đã có liên tục giống như là 6 tháng Chỉ số phần trăm lạm phát đã giảm rất là tốt Nhưng mà cũng không gì vậy mà ông thả lỏng Và bây giờ cũng tương tự Chỉ vì hai tháng chỉ số uh, CPI và PC Không như muốn thì cũng không có khiến cho ông thay đổi suy nghĩ đâu Ông nhìn vào cái xu hướng dài hạn hơn Và hiện bây giờ đó ông vẫn hài lòng với lại cái tình hình của phần trăm lạm phát Điều thứ năm các bạn thấy được là Fed đang trong quá trình ra quyết định bán trái phiếu với tốc độ chậm hơn ít thắt chặt hơn các bạn và điều này đó thì ông vẫn đang suy nghĩ hiện tại cùng với lại hội đồng của Fed thì có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là khi mà giảm bớt cái độ trái phiếu bán có nghĩa là sẽ thả lỏng dòng tiền hơn một chút tại vì các bạn thấy được là khi mà Fed bán trái phiếu người ta thu tiền trở về khi mà Fed mua nghĩa là bơm tiền vào trong thị trường họ chưa nói đến là sẽ thu mua trái phiếu họ chỉ nói đến là sẽ giảm tốc độ bán trái phiếu mà thôi nhưng mà đó cũng là cái điểm đầu tiên các bạn và điều thứ sáu là điều mà thường thấy nhiều bạn quan tâm tới nhất liên quan đến các giảm lãi suất thì uh, chủ tịch john powell đã xác nhận là nếu chúng ta tiếp tục trên con đường này đó thì fed sẽ cắt giảm lãi suất như đã nói từng vừa rồi nghĩa là không có gì thay đổi hết thông điệp chung vẫn giữ nguyên miễn là mọi thứ như vậy tiếp tục thấy được là chỉ số phần trăm làm phát giảm từ từ xuống thì ông sẽ bắt đầu giảm lãi suất xuống khi nào đó thì ông đương nhiên vẫn chưa có nói nhưng mà khả năng cao là bắt đầu từ hè năm nay và trung bình năm nay có thể giảm lên tới 3 lần các bạn và nhiều bạn nói là tại sao bây giờ lại muốn giảm lãi suất thì ngoài việc là chúng ta đã thấy được cái áp lực liên quan đến chính trị, liên quan đến phố war, liên quan đến quốc hội. Chúng ta nói tới rất nhiều rồi, năm nay là một năm mà sẽ nhiều áp lực để mà giảm lãi suất. Một điều khác nữa đó thì chúng ta thấy được liên quan đến cái tình hình của năm 2007, năm 2008 là một điều mà ám ảnh cho được John Powell và cũng là điều mà ám ảnh nhiều những cái nghị sĩ quốc hội các bạn. Lý do tại sao mà họ gây áp lực để phát giảm lãi suất đó tại vì họ cần phải đứng ra để mà ứng cử về chiếc giới của mình cũng giống như là Tổng thống Joe Biden các bạn. Nhưng mà nếu như mà chủ tịch chọn Powell đó phải đợi cho đến khi mà có chuyện rồi mới giảm lãi suất như là năm 2007 năm 2008 đương nhiên lúc đó không phải là chủ tịch uh, John Powell thì bây giờ là một chủ tịch khác nhưng mà nó sẽ quá trễ các bạn thì sẽ khó cứu vãn và nếu như mà chúng ta thấy một người mà đang đương nhiệm đó một nghị sĩ hay là tổng thống đương nhiệm mà có một cái hiện tượng suy thoái tài chính xảy ra như năm 2008 mà ra tái ứng cử đó thì sẽ cực kỳ khó khăn các bạn cho nên đó là điều mà quốc hội cũng như là nhà trắng không muốn cho nên áp lực rất là cao các bạn để mà giảm lãi suất thì đó là điều mà ông cũng đã xác nhận là ông sẽ nghĩ đến việc giảm lãi suất miễn là mọi thứ như vậy mà thôi chứ không cần phải đợi đến phần trăm lạm phát thực sự trở về 2%. Điều cuối cùng đó mà ông nhấn mạnh, một điều mà ông đã nhấn mạnh lần này mà không phải là đợt trước đó đó chính là nếu như mọi thứ không diễn ra như mong muốn đó thì ông không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc là giữ lãi suất cao lâu hơn tôi nghĩ điều này là cũng hợp lý mà thôi các bạn ông chỉ nói như vậy để cho ông có đường lui lỡ như mà tình hình không tốt thì ông cũng không thể giảm lãi suất được nhưng mà các bạn đã thấy lý do tại sao mà thị trường gần đây nóng như vậy tất cả thị trường luôn là tại vì mọi người đều đang chờ đợi khi nào fed giảm lãi suất miễn là fed giảm lãi suất mà không có siêu thái tài chính nghĩa là chúng ta lại có dòng tiền đi vào những tài sản các bạn khi mà lãi suất giảm đó, thì có nghĩa là người ta có thể vay mượn mượn để mua nhà, mua xe, vay mượn để mà kinh doanh với cái mức lãi suất thấp hơn các bạn và người ta có thể vay mượn nhiều hơn dẫn đến nền kinh tế tốt hơn mà dẫn đến chúng ta có dòng tiền lưu thông tốt hơn và đương nhiên những tài sản sẽ có sự tăng trưởng khi mà dòng tiền được thả lỏng như vậy chỉ là không biết có suy thoái tài chính hay là không và bây giờ ra thì Fed không muốn đợi tới có thông tin xấu mới giảm lãi suất cho nên họ mới đi trước một bước trong cái tình hình của đợt này các bạn và cái mà chủ tịch John Powell đang hy vọng là lần này sẽ khác, tại vì trong lịch sử đó mỗi lần mà Fed giảm lãi suất thì uh, sau đó chúng ta có suy thoái tài chính. Lý do tại sao thì cũng đơn giản thôi, tại vì Fed trước đây đợi cho đến có chuyện rồi thì mới giảm lãi suất. Lần này ông muốn là giảm lãi suất trước khi mà có bất cứ vấn đề gì. Có nghĩa là chủ tịch John Powell đang muốn lần này sẽ khác đó các bạn. Và đây là cái yếu tố, cái tin tức quan trọng nhất mà Thuận muốn cố gắng chia sẻ để các bạn có thể nhìn thấy được là tình hình vĩ mô ra sao. Chứ nếu chúng ta chỉ chú ý riêng về tình hình của crypto mà không có một cái nhìn tổng quát thì các bạn sẽ không có thể biết được chuyện gì đang thật sự xảy ra hiện tại đâu. Chúng ta còn một vài thông tin khác nữa Thuận muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà chúng ta sẽ cùng nhau chung mình giá cao đá một tuần này. Thì chúng ta có một cái lời phát biểu, lời phát biểu này là đến từ giám đốc đầu tư của công ty Bitwise. Họ cũng là một công ty mà đang có cái Bitcoin Spot ETF đang giao dịch hiện tại thì họ cũng đang chờ đợi để SEC duyệt Ethereum ETF của họ Nhưng mà đối với họ đó thì họ nói là nếu như mà được duyệt vào tháng 12 đó, Thì sẽ tốt hơn là bây giờ Tại vì họ cảm thấy được là cho dù được duyệt vào tháng 5 này thì cái nhu cầu Ethereum Spot ETF cũng sẽ không có được cao. Cho nên đối với họ đó thì họ nghĩ là nếu như mà SEC từ chối đợt này và đợi đến tháng 12 mới duyệt thì nghe như là công ty Bitwise cũng sẽ chấp nhận với lại cái tình hình đó. Chứ không giống như là một số công ty bây giờ họ rất muốn là SEC cho thông qua Ethereum Spot ETF vào tháng 5 các bạn. Tại vì hạn chót là ngày 26 tháng 5 và ngày thứ sáu đó thì cũng có ai đó đã nhìn thấy được trên màn hình ở đây chính là CEO của Ripple là Brad Garlinghouse cùng với lại tổng chương lý của Ripple các bạn và hai người này đã xuất hiện tại tòa án ở New York các bạn và không ai biết được tại sao CEO của Ripple lại đến tòa án ở New York chỉ có là chúng ta thấy được có một văn bản mới liên quan đến vụ kiện giữa SEC và Ripple đó đã được uh, ghi nhận bởi tòa án vào ngày thứ sáu nhưng mà chúng ta không biết gì thêm các bạn thì đương nhiên bây giờ ra nhiều người cho là khả năng cao là hai người này đã đến tòa án New York để cuối cùng bắt tay thỏa thuận với lại SEC để mà chấm dứt vụ kiện 4 năm các bạn tại vì chỉ khi nào mà vụ kiện chấm dứt thì lúc đó họ mới có thể là tiến tới một bước nữa lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ chúng ta bây giờ vẫn tiếp tục chờ đợi thông tin không có tin tức gì chính thức hết các bạn ngoài trừ à, hai tấm hình này cùng với lại cái văn bản ở tòa án đã được ghi nhận nhưng mà trong đó có gì chúng ta cũng không biết rõ hiện tại chúng ta cũng có một cập nhật liên quan đến sàn ftx thì à, các bạn đã biết là họ lưu trữ rất nhiều token solana tại vì ftx là một trong những đơn vị đầu tư rất nhiều vào solana nhưng mà cái số lượng lớn này đã vẫn đang bị khóa lại cho nên họ không thể bán được nhưng mà bây giờ tòa án đã cho phép họ bán rồi à, và làm sao bán các bạn thì trên căn bản đó họ chỉ bán khóa cá nhân mà thôi chứ còn họ đâu có thể nào mà di chuyển được cái số lượng này đâu đang vẫn bị khóa hiện tại thì 41 triệu token show này đó trong đó 26.9 triệu đã được bán rồi các bạn và đơn vị mua đầu tiên đó chính là Neptune Digital và họ đã mua 26.9 triệu token show và cái mức giá họ thu mua nó chỉ có 64 đô cho một token mà thôi thì các bạn thấy được là giá của Solana bây giờ là 201 đô thì tại sao họ chỉ bán với mức giá 64 đô thì như thường đã chia sẻ đơn giản thôi tại vì những token này này vẫn đang bị lóc lại, người mua không thể bán được các bạn cho nên họ phải bán với mức giá thấp tại vì người mua phải chịu rủi ro 20% cái số lượng Solar này sẽ được mở khóa vào tháng 3 năm 2025 phần còn lại đã phải đợi đến năm 2028 mới mở khóa được thì các bạn thấy được là một quỹ khác đó chính là Galaxy Trading thì họ cũng đang kêu gọi vốn từ những đầu tư để thu mua thu Token Soul tương tự như là công ty Neptune các bạn và đặt ra cái phí quản lý là một phần trăm mỗi năm họ sẽ gây dựng một cái quỹ rồi sau đó mua cái số lượng token show này và họ cũng hứa hẹn sẽ chia sẻ phần thưởng staking cho nhà đầu tư dựa trên số show mua lại và tuân thủ quy định mở khóa ngoài ra đó thì các bạn thấy là một số đơn vị khác như là Pantera Capital, Phoenix Digital và Falcon X cũng đang quan tâm và muốn tham gia mua cái số lượng show bị khóa này từ FTX thì nói chung cái tin tức này ảnh thử đến những bài nào mà đang lưu trữ token soul cho đến khi nào mà cái số này được mở khóa mà thôi các bạn và sẽ bắt đầu mở khóa từ tháng 3 năm 2025 và sẽ lần lượt được mở khóa cho đến năm 2028 các bạn sẽ mở khóa từng đợt một và trước khi chúng ta cùng nhau chung mình giá cao đa một tuần này đó thì bạn có biết là có một người đã tính ra được nếu như bạn là một người mà kém may mắn đó bạn bắt đầu chung bình giá vào Bitcoin ngay cái đỉnh của năm 2021 có nghĩa là vào tháng 11 ngày 10 tây của năm 2021 thì cái mức giá trung bình của các bạn mua từ đó đến bây giờ nghĩa là mua từ đỉnh xuống tới cái mức đáy là 15.000 cho đến cái mức hiện bây giờ là 71.000 đó thì uh, các bạn thấy được là cái mức giá trung bình các bạn mua là 28.575 trong khi mà các bạn là một người mà may mắn các bạn có thể là bắt đầu trung bình giá ngay cái đáy luôn các bạn, có nghĩa là vào tháng 11 của năm 2022 khi mà giá Bitcoin chỉ có 15.000 đô mà thôi thì cho đến bây giờ đã cái mức giá trung bình các bạn thu mua là 28.587 có nghĩa là trên mức giá trung bình của một người mà kém may mắn bắt đầu trung bình giá ngay đỉnh của năm 2021 cho đến bây giờ vẫn thấp hơn là một ai đó có thể là bắt được đáy và trung mình tới bây giờ các bạn. Cho nên mới có câu là thời gian ở trong thị trường quan trọng hơn thời điểm vào thị trường. Và như Thường đã chia sẻ trong cái phần trước đây của video đó Thường có nói đến là một trong những lợi thế mà nhiều bạn có mà không nghĩ đến đó chính là các bạn có thời gian và các bạn có một cái dòng tiền thu nhập ổn định. Đó là hai lợi thế cực kỳ lớn mà rất nhiều người không sử dụng các bạn và các bạn có thể áp dụng những chiến lược như là trung bình giá và một số bạn nói là cái sự khác biệt không nhiều tại vì các bạn trung bình giá từ đỉnh năm 2021 thì cái mức giá trung bình các bạn thu mua đến bây giờ ra mỗi ngày mỗi mua thì mức giá trung bình là 28.575 trong khi mà các bạn có thể bắt được đấy thì mức giá trung bình là 28.587 thì cao hơn chút xíu mà thôi cái đó đúng các bạn, nhưng mà sự khác biệt đó là người mà trung bình giá năm 2021, tháng 11 đến bây giờ thì họ trung bình giá lâu hơn người còn lại là hơn một năm. Có nghĩa là cái số tiền lớn hơn các bạn và cái phần lời nó sẽ nhiều hơn. Tại vì cái phần trăm lời cao hơn một chút nhưng mà cái số tiền các bạn lời nhiều hơn tại vì các bạn trung bình giá thời gian dài hơn. Đó là cái sự khác biệt ở đây. Và nói đến trung bình giá đó thì chúng ta hãy xem coi cao demo mà thu mời các bạn cùng nhau tạo ra vào tháng 4 của năm 2022 đến bây giờ ra sao rồi các bạn thì mỗi tuần đó chúng ta cùng nhau chung mình giá 100 đô vào bitcoin 100 đô vào ether chúng ta không cần biết giá lên giá xuống không quan tâm các bạn chúng ta chỉ điều đặn chung mình giá 100 đô vào bitcoin 100 đô vào ether mà thôi và chúng ta bắt đầu chung mình giá khi mà bitcoin là 46 000 đô chúng ta chung mình giá dài xuống khi bitcoin còn 15 000 đô rồi từ đó chung mình giá lên tới cái mức hiện tại ethereum đó thì thường nhớ lúc đó là khoảng 3 500 đô đô chúng ta chung mình giá xuống mức thấp rồi lên cái mức hiện tại là cũng cỡ đó các bạn 3.600 đô ở thời điểm hiện bây giờ thì chúng ta đã thấy được cái phần trăm có lời là 137% hiện tại các bạn. Các bạn nhìn thấy được là 100 đô mỗi tuần đến bây giờ đó chúng ta đã có cái số lượng tiền cho mặt cao này là 48.976 đô. Trong đó 28.000 đô đã là tiền lời rồi các bạn. Và chúng ta đã bắt đầu có lời từ năm ngoái rồi chứ không phải đợi tới năm nay đâu. Từ năm ngoái khi giá Bitcoin trở lại cái mức là khoảng 20.000 đô thì chúng ta đã có lời lúc đó rồi chứ không phải đợi đến bây giờ đâu. Tại vì sao? Tại vì đó là hiệu ứng của chung mình giá khi mà giá xuống các bạn có thể mua được ở mức giá thấp hơn và thị trường đó thường sẽ ở mức thấp dài hơn là ở cái mức cao cho chúng ta một cái thời gian dài để mà có thể tích lũy những mức thấp các bạn những cái thời điểm như năm 2018, 19 hay là năm 2022 đó thì uh, nhìn qua nghe có vẻ như là những cái thời điểm cực kỳ ảm đạm cực kỳ chán nản nhưng mà ngược lại đó lại là những cái cơ hội hiếm có các bạn cho chúng ta nhiều cơ hội để mà trung bình giá bắt đỉnh thì rất là khó các bạn chúng ta đâu biết được đỉnh là khi nào đâu nhưng mà bắt đáy trong thị trường crypto đó thì thật sự là cũng không có phải khó lắm đâu tại vì giá ở mức đáy một thời gian dài giá ở mức thấp giống như là 15.000 đô đó một thời gian dài luôn các bạn chứ đâu phải là chỉ có một ngày hay hai ngày đâu giá dưới 20.000 đô là có thể tính theo tháng luôn chứ không phải là chỉ một thời gian ngắn cho nên chúng ta có thể thấy được trung bình giá có thể cho chúng ta cái cơ hội để có thể thu mua nhiều Bitcoin ở những cái mức thấp. Hôm nay đó chúng ta cũng sẽ tiếp tục trung bình giá cao này các bạn và cái mức giá trung bình chúng ta mua Bitcoin là 26.615. Ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục trung bình giá ở cái mức giá hiện tại là khoảng gần 71.000 đô một Bitcoin đó thì 100 đô không mua được nhiều các bạn. Lúc mà giá thấp đó, giống như là 15 000 đô thì 100 đô mua được nhiều Bitcoin hơn. Cho nên khi mà trung bình giá đó thì chúng ta muốn thấy giá ở mức thấp chứ không phải là thấy giá ở mức cao. Nhưng mà chúng ta hãy tiếp tục đi thì uh, chúng ta có thể mua được là 100 đô thành 0.0014 BTC. Thông sẽ bấm submit thì chúng ta coi như đã trung bình giá xong cho Bitcoin tuần này. Và đối với lại Ether đó thì chúng ta thấy được 100 đô bây giờ có thể mua được 0.0 2, 7 năm Ether Thường sẽ bấm submit Thì chúng ta coi như cũng đã trung bình giá xong Cho account demo các bạn Tuần sau chúng ta lại sẽ tiếp tục trở lại Để xem coi account này đến đâu rồi Và có một số bạn sẽ hỏi là Trong thị trường crypto này Chúng ta đầu tư là từ tháng 4 của năm 2022 Cho đến bây giờ là năm 2024 Cũng đã bước qua tháng 4 rồi Nghĩa là khoảng chừng 2 năm Lời 136% đó Thì có phải là hợp lý hay là không Thì cái câu trả lời đó là các bạn nên hiểu là chúng ta đang nói đến là cả một cái danh mục đầu tư lời 136% các bạn. Giống như chúng ta đã nhìn thấy được là chỉ 100 đô và bịt không 100 đô và y từ mỗi tuần. Bây giờ đã có 49.154 đô rồi là tại vì chúng ta có thời gian tích lũy các bạn. Thì khi mà nói đến chung mình giá đó cái mà tăng trưởng là nguyên một danh mục đầu tư chứ không có phải là một lệnh hay là một phần của danh mục đầu tư cho nên nó khác biệt rất là nhiều các bạn có cái phần lợi nhuận trên cái con số đầu tư nhiều hơn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng ở Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy như ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.